Con kính bạch đại sư ạ, kính À. bạch lại với cô phụ nữ, kính chào cả quý vị học viên. Đến giờ vào lớp, xin mời quý vị phát âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta hướng tâm về thời kinh Tam Bảo hôm nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sư với cô tu nữ xin kính chào quý học viên, xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ridi sikarata te chantali ke vimane di pe rathe jagame taruana gane ge yawa thom hi khe te phom ma cha yam tu de wa chala thala visame yam khagam tha panaga Ti thanh ta san ti kê yang muni vara vacha nang sa tha vô mê su nam tu tham ma sa va na ca lo a yam pha đàn ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đàn ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đàn ta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyambi Buddhang saranang gacchami Tutiyambi Dhammang saranang gacchami Tutiyambi Sanghang saranang gacchami Tatiyambi Buddhang saranang gacchami Tatiyambi Dhammang Saranang gacchami tatiyambi sangkhang saranang gacchami Itibhiso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambandho Sugato lokavido anuttaro purisadamma sarati sattha deva manussanang Buddho Bhagavati Nati Me Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hontu Me Chaya Mangalang Uttamang Gena Vandehang Padapang Sumvaruttamang Buddhe Yokhalito Doso Buddho Kamatutang Mamang Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti Nati Me Saranang Hanyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hontu Me Jaya Mangalang Uttamang yena vandehang dhammang cha duvithang varang dhamme yokhalito doso dhammo khamatutang mamang Subhatibhanno bhagavato savaka sangho Ujjupatibhanno bhagavato savaka sangho Nyayabhatibhanno bhagavato savaka sangho Samichibhatibhanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani atha purisa bongala Esa bhagavato savaka sangho ahunayo pahunayo dakhinayo anchalikaraneyo anuttarang punyang khetang lokasatinathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena satcha vachena hontu me jayamangalang Uttamang gena vandeha sanghaṃ ca duvithottamaṃ saṅkhe yokhalito doso saṅkho khamatutaṃ mamaṃ vandāmi ceti yaṃ sabbaṃ sabbathāne subhatitthitaṃ saririkathātu mahābodhiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadā
Sambuddhaya thawi sancha dwada sancha saha sake pancha sata saha sani namami sirasa aham. Te sang tham mancha sang thancha adare nanamami ham. Namakaranu fawe nahan toa sabbe ubatawe aneka antaraya piwina santu ase sato sambuthe pancha panya sancha tauwi sati sahasake tasada sahasa ninamami sirasa aham. Te sang tham mancha sang thancha adare nanamami ham. Namakaranu fawe nahan toa sabbe ubatawe aneka antaraya piwina santu ase sato sambute na wutara sate atacha tali sasahasake wisati sahasa ninamami sirasa aham. Te sang tham mancha sang thancha adare nanamami ham. Namakaranu fawe nahan toa sabbe ubatawe aneka antaraya piwina santu ase sato sabbe purati maya disaya sata awera suki hondo sabbe purati maya nudisaya sata awera suki hondo sape dakina yadisaya sata awera suki hondo sape dakina yanudisaya sata awera suki hondo sape paichima yadisaya sata awera suki hondo sape paichima yanudisaya sata awera suki hondo sape utara yadisaya sata awera suki hondo sape utara yanudisaya sata awera suki hondo sape uparima yadisaya sata awera suki hondo sape etima yadisaya sata awera suki hondo sape sata awera hondo sukita hondo nikdukha hondo abhyapaccha hondo anikha hondo dikha yukha hondo sampatti hisamicchantu sukhi atana pariharantu dukha patta janikdukha phayapatta janifaya soka patta janisoka hondo sape pipanino akasatha japumatha devanaga mahitika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu sasanam akasatha japumatha devanaga mahitika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu nograru akasatha japumatha devanaga mahitika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu nyatayo akasatha japumatha devanaga mahitika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu panino akasatha japumatha devanaga mahitika punyang no anumodam tu chirang rakhan tu no sada idang watano punyang asawakaya wahang hon tu anagate kale sadhu sadhu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ Cầm Đức để giảng tiếp bài học cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-ha-kha-ya. Xin chào cả lớp. Giờ hôm nay mình
Dạ. Giờ hôm nay mình học tiếp bài số 16, đó là phần cú pháp. Cú pháp. Cú pháp. Cú pháp là cách thành lập câu văn của một ngôn ngữ. Cú pháp trong tiếng Pali rất phức tạp, tuy vậy nó cũng có hệ thống nguyên tắc. Một câu thông thường có ba thành phần gọi là những đơn vị cú pháp, gồm chủ từ cách tú, túc từ câm mát, động từ hay thuộc từ kiriya. Như vậy thì về cái cách hình thành câu trong tiếng Pali á, về cơ bản thì nó chỉ có ba từ, hoặc là nếu ở trường hợp mà tự động từ, một câu mà chỉ dùng là tự động từ thì nó chỉ có hai từ, tức là chỉ có chủ từ và động từ. Mà nếu mà trong trường hợp các động từ thuộc về tha động từ thì nó có ba thành phần. Thì thông thường từ hôm trước tới nay mình học đó là một câu cơ bản, đó là chủ từ viết trước, động từ viết ở cuối câu, trước động từ là một túc từ. Đi vô minh này. Ví dụ ở đây mình có cái câu đó là Bodhisattva Avijja Tamman Vinodesi, Bồ Tát đã xua tan bóng tối vô minh. Thì ở đây mình có chữ Bodhisattva là chủ từ, nó đứng ở chủ cách. Mình có Vinodesi là động từ, dùng ở thì quá khứ, bino đề tí, đổi nó thành bino đề, chia nó thành bino đề xí. Rồi mình có túc từ đó là áo quýt cha tóc măng, tức là bóng tối vô minh. Yeah. Hoặc là ở câu thứ hai đó là mình có là so với ha răng gái chất tí. Thì ở đây mình có so là nhân sinh đại danh từ ngôi thứ ba số ít ở dạng nam tính, dịch là anh ấy. Mình có động từ đó là cái chất tí đang đi đến, ví ha răng là túc từ, là tịnh xá, tức là anh ấy đang đi đến tịnh xá. Yeah. Thì như vậy là mỗi một câu á, anh em mình có thấy nó có ba thành phần nè. Câu một mình có Bodhisattva, câu hai mình có chữ so là chủ từ, được chia ở chủ cách. Nó vi cha tam mang vi ha răng là túc từ, được chia ở đối cách. Vi nô đề xí gái cho tí là động từ. Động từ thì nó chia theo theo chủ từ. Nếu mà chủ từ ở ngôi thứ nhất thì nó chia ở ngôi thứ nhất. Chủ từ ở ngôi thứ hai thì nó chia theo ngôi thứ hai. Chủ từ ở ngôi thứ ba thì nó chia theo ngôi thứ ba. Tương tự chủ từ ở số ít thì động từ cũng được chia ở số ít, chủ từ số nhiều thì động từ cũng được chia ở số nhiều. Đó là trường hợp thứ nhất. Đó là trường hợp mà một câu một câu cơ bản mà chúng ta từ hôm trước tới nay mà chúng ta học. Tức là một câu gồm có ba thành phần. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu về chủ từ là như thế nào.
các loại từ nào có thể làm chủ từ được? À, các loại chủ, từ nào có thể làm chủ từ được? Từ ở đây chủ từ đó là thành phần đứng đầu làm chủ trong một câu hay một mệnh đề. Chủ từ trong một câu có thể là một danh từ, tức là nó có thể là một danh từ, một danh tính từ. À, một danh từ, thí dụ như là nãy mình có chữ Bodhisattva thì đó là một danh từ, hoặc là một danh tính từ. Danh tính từ thí dụ như là Phakawa, Đức Thế Tôn, chữ chữ đó nó là danh tính từ. Hoặc là một đại danh từ. Đại danh từ giống như chữ so mình dùng lúc nãy, nó là gì? Nhân xưng đại danh từ, nó làm chủ từ. Hoặc là một danh động từ. Một danh động từ thí dụ cái chữ là Namo Buddhaya, tức là nó từ một ngữ căn cộng với tiếp vị ngữ trở thành một danh động từ. Hoặc là một hợp từ. Một hợp từ thí dụ như là cái mình sử dụng cái chữ là Sariputta, Sariputta Moggallana, Moggallana, trưởng lão Sariputta và trưởng lão Mục Kiền Liên, thí dụ vậy, thì nó là một hợp từ dùng để làm chủ từ, vân vân. À, thì đó là một số từ loại mà có thể làm chủ từ được ở trong câu. Cho nên ở cái ngôi thứ ba ha, nó có rất nhiều loại chủ từ. Cho nên nếu mà chủ từ ở dạng nào đó thì nó phải được ghi ra nó mới rõ. Nhưng mà nếu mà chủ từ ở ngôi thứ hai và ngôi thứ ba, nhiều khi ở trong câu đó người ta không cần phải ghi chủ từ, vì chủ từ nó không có thay đổi. Tức là nếu mà toan, thí dụ như là ngôi thứ hai, nếu mà số ít thì nó luôn là toan, dù người đó là nam, nữ, già, trẻ đều sử dụng chữ toan, toan. Nếu mà nhiều người thì sử dụng chữ tông hê. Còn ngôi thứ nhất, thí dụ như là số ít a hăng, thì dù có người đó có già, trẻ, lớn, bé gì, người ta cũng gọi là chữ a hăng. Nếu mà số nhiều thì dùng là chữ mấy văn. Cho nên ở dạng câu chủ từ ở dạng ngôi thứ hai hoặc là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai á, nhiều khi trong các câu của nó người ta ít có ghi chủ từ, mà chỉ nhìn vào động từ là người ta biết chủ từ. Còn chủ từ ở ngôi thứ ba thì không phải như vậy, tức là thường là phải ghi chủ từ cho nó, tại nó có nhiều dạng cho nên không biết nó ở dạng nào. Thì đó là liên quan các từ loại có thể làm chủ từ. Thí dụ ở đây người ta cho mình một số thí dụ nè. Putho Phikkhu Năng Tham Ăn Đê Sê Tí Đê Sê Sí. Đức Phật đã thuyết pháp cho chư tỳ khưu. Thì ở đây mình có chữ Putho là Đức Phật, là chủ từ. Dạng chủ từ là một danh từ, dạng chủ từ. Thứ hai, đê xê xí là thuyết, tham ăn là túc từ, túc từ trực tiếp. Thì một câu cơ bản là thường nó là ba từ, nhưng ở đây mình thấy còn có cái chữ thuyết khu năng, nó có thể thêm một số cách khác nữa, nhưng mà về cơ bản là ba từ. Chữ biết khu năng ở đây thì nó là túc từ gián tiếp. Rồi câu thứ hai đó là Upasaka Panchasilani Rakhanti, các thiện nam gìn giữ ngũ giới. Gìn giữ ngũ giới thì ở đây mình có là các thiện nam Upasaka là danh từ, làm chủ từ. Rakhati là động từ, Silani là túc từ, Pancha là thuộc dạng số điểm, nó làm tính từ cái chữ Silani. Đó là chủ từ là một danh từ. Thứ hai đó là chủ từ là một đại danh từ,
tức là đại danh từ mình có nhân xưng đại danh từ, hoặc là quan, thí dụ mình có là Tê Bồ Thí Sát Tâm Hà A Tí Bi Giá Pha Danh Tí, họ rất sợ Đức Bồ Tát. Dạ, họ rất sợ Đức Bồ Tát. Thì đó, ở đây mình có chữ T là nhân sự, là đại danh từ làm chủ từ. Pha Danh Tí, Pha Danh Tí là sợ, là động từ. Đây vì cái động từ Pha Danh Tí, Pha Danh Tí động từ sợ, trước cái túc từ trước nó phải dùng ở cách thứ năm, cho nên cái chữ Pô Thí Sát Tá ở đây được chia ở cách thứ năm, đó là Pô Thí Sát Tâm Ha. Đó là một số trường hợp ngoại lệ. Rồi mình có thêm trạng từ chỉ mức độ. Thì trạng từ chỉ mức độ nó thường được viết ở trước động từ. Đó là một số thành phần thêm. Thành phần thêm. Nhưng mà về cơ bản thì nó ba từ, đó là chủ từ, túc từ và động từ. Ví dụ hai đó là Mayan Paramattharam Paramattharame Rame Tham Mang Sunatha, chúng tôi đang nghe pháp tại chùa Siêu Lý. Thì ở đây mình có chúng tôi là đại danh từ, âm há chỉ ở số nhiều, người thứ nhất chỉ ở số nhiều, số na má là động từ, tham mê là túc từ, paramattha rame thì nó được dùng giống như là tràng từ chỉ nơi chốn, chia cách thứ bảy đại danh từ. Thứ ba là chủ từ là danh tính từ, dùng như danh từ, dùng như là danh từ. Ví dụ như là thana quan ta ga me ya chaka năng đa năng đa tâm tí, những người giàu có bố thí đến những người ăn xin trong làng. Thì ở đây về cơ bản, mình xét về cơ bản, thana quan ta thì nó là danh tính từ, dùng làm chủ từ ở số nhiều, đa tâm tí là động từ, trước động từ là túc từ, là chữ đa năng, tức là những người giàu có đang bố thí. Anh ta biết như vậy thì biết ở dạng thể hiện đang bố thí đến những người ăn xin. Những người ăn xin ở đây nó là túc từ. Ga mê thì nó dùng cách thứ bảy, dùng như là tràng từ chỉ nơi chốn. Thứ hai mình có ví dụ đó là Punya văn to xúc khăn chi văn tí, những người có phước sống được an vui. Những người có phước sống được an vui. Punya văn tô thì ở đây nó là danh tính từ, dùng làm chủ từ. Chi văn tí là động từ. Chữ xúc khăn ở đây thì mặc dù nói về vai trò thì nó ở trong trường hợp này nó dùng như là trạng từ, nhưng mà nó vẫn được chia ở đôi cách tức là sống một cách an lạc, sống một cách an lạc. Thì ở đây mình có đó là Punya Vanto, nó là dạng danh tính từ, dùng làm chủ từ ở trong câu. Thì đã lập liệt kê một vài trường hợp, ba ở đây người ta cho mình ba trường hợp tại cái phần danh động từ, cái phần hợp từ, phần đó mình chưa học cho nên người ta không có cho ví dụ, chỉ cho thí dụ ba trường hợp, đó là danh từ làm chủ từ, đại danh từ làm chủ từ và danh tính từ làm chủ từ, theo phần bài học mình đã được học xong từ quyển 1 đến quyển 2. Sau này mình sẽ còn hiểu thêm phần hai phần nữa, đó là phần danh động từ làm chủ từ và hợp từ làm chủ từ, đó mình sẽ học thêm. Thứ hai đó là phần hai lớn là phần túc từ. Chịu nghe lời ngoại. Phần túc từ.
Bây giờ mình xem cái túc từ. Túc từ là thành phần bổ túc ý nghĩa cho động từ. Có hai loại túc từ, đó là túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp. Túc từ trong tiếng Pali có thể là một danh từ, tức là danh từ nó cũng dùng làm túc từ. Vừa lưu dùng làm danh từ, chủ từ khi mà đứng ở chủ cách, nhưng mà nó cũng làm túc từ khi mà nó sử dụng ở cách thứ hai. Một danh tính từ, danh tính từ nãy nó cũng làm chủ từ khi mà làm chủ cách, nhưng mà nó nếu mà nó chia ở cách thứ hai thì nó làm túc từ. Rồi đại danh từ, đại danh từ, rồi danh động từ và hợp từ. Thì các từ loại này á, thật ra nó đều có thể làm danh từ khi mà nó chia ở chủ cách. Rồi nếu mà nó được chia ở đối cách thì nó trở thành là túc từ ở trong câu. Thí dụ anh em có thí dụ ahang sankhassa kasawani pochimi, tôi cúng dường y cả sa đến tăng già. Thì ở đây mình có chữ ahang là đại danh từ, nó là chủ từ. Pochimi là động từ, kasawani là danh từ, nó làm túc từ ở trong câu, nó là túc từ trực tiếp. Sankhassa nó cũng dạng danh từ, nhưng mà ở đây nó đóng vai trò là túc từ gián tiếp. Thứ hai mình có thí dụ đó là Pakawa Phikhu Năng Thamang Đề Sê Xí, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho chư tỳ khu. Thì ở đây mình có chữ Pakawa là danh danh tính từ làm chủ từ, mình có Đề Sê Xí là động từ, Thamang là túc từ ở trong câu, danh từ dùng làm túc từ ở trong câu. Phikhu Năng là danh từ làm túc từ gián tiếp ở trong câu. Thì đó là liên quan đến túc từ. Giờ mình xem động từ. Cái phần thứ ba nó là cái phần động từ. Động từ hay thuật từ trong tiếng Mali là tiếng diễn tả hành động của câu. Thuật từ thường là động từ và cũng có thể là một thành phần thành ngữ động từ. Tức là có những trường hợp đó là một túc từ đi cùng với động từ nó trở thành một cái thành ngữ, thì người ta vẫn xem cái thành phần đó được xem là cái thành phần đó vẫn được xem như là động từ. Ví dụ như là arame samanera sanit sutanta pitakang ukganhanti, các vị sa di trong chùa đang học kinh tạng, đang học kinh tạng. Thì ở đây mình có chữ các vị sa di là chủ từ, là chủ từ ở trong câu. Arame thì được chia định sở cách như là trạng từ. Học ukgan hành thí ở đây là học là trạng từ. Sutanta pitakam ukgan hành thí là động từ ha, động từ số nhiều. Sutanta pitakam dùng làm túc từ. Câu số 2 mình có pakawa imayo Udanagathayo Abhasi, Đức Thế Tôn đã nói lên các bài kệ khải hoàn này. Thì mình có chữ Đức Thế Tôn Phakawa là chủ từ, Abhasi là động từ, chia thì quá khứ. Udanagathayo là bài kệ khải hoàn, là túc từ nữ tính chia ở số nhiều. Imayo thì nó là chỉ thị đại trên danh từ, dùng như là túc từ bổ nghĩa cho cái chữ Udanagathayo. Thì đó là động từ. À, động từ.
Cái này là động từ thông thường. Còn động từ hay thuộc từ là một thành ngữ động từ. Ví dụ như là Mahamaya Devi Sattahang Rajaputang Chayitwa Kalakata Ahosi. Thì nguyên cái cụm Kalakata Ahosi á, nó được xem là cái cụm động từ. Yeah. Tức là sau khi hạ sinh Hoàng Nam được 7 ngày Hoàng hậu Mahamaya Băng Hà, thì ở đây mình có chữ Hoàng hậu Mahamaya là chủ từ. Kalakato Ahosi, mình có cha di toa là bất biến quá khứ phân từ. Trước bất biến quá khứ phân từ thì đôi khi nó cũng đòi hỏi là phải có túc từ. Thì ở đây mình có là cái chữ Rajaputta là túc từ. Sattahang nó được dùng như là trạng từ, chỉ thời gian. Câu số 2 mình có là Asitata Paso Sitata Rajakumarang Anjalin Paganhi. Đạo sĩ Asita đã chấp tay xá chào thái tử Sitata. Thì ở đây cái cụm động từ đó là anh cho linh bắt ganh hí, tức là chắp tay xá chào. Dạ, chắp tay xá chào. Cái cụm động từ á, nếu mình tách nó ra là cái nghĩa nó khác hẳn. Tức là bắt ganh hí là nó cầm lấy, cái động từ bắt ganh hí là nó cầm lấy. Anh cho linh Angelin thì nó giống như là chắp tay thì cầm lấy chắp tay. Nếu mình tách nghĩa nó rất là khó, mà nó phải được dịch giống như là một thành ngữ Angelin Pagan Hí hoặc là Pagan Ha Tí nếu mà dùng ở thời hiện tại. Thì đó là chắp tay xá chào. Rồi chắp tay xá chào ai đó thì người đó được chia ở đối cách, đó là Siddhartha Rajakumarang. Siddhartha Rajakumarang chắp tay xá chào thái tử. Hoặc là Upasika Paripunjitwa Tathewa Diwa Viharang Akashi. Có tín nữ sau khi cô tín nữ sau khi thọ thực đã nghỉ trưa ngay tại chỗ ấy. Thì ở đây mình có chữ là đi qua Biharang là trú ban ngày, ở ban ngày. Chữ Akashi là động từ, Karoti là làm, nhưng mà nó ghép lại á, nó khi mà nó trở thành một cụm động từ thì người ta dịch nó là nghỉ trưa. Nghỉ trưa, đi qua Biharang Akashi là nghỉ trưa. Đó là động từ, nó là một thành ngữ. Lại nữa, một động từ trong câu á, có thể có nhiều chủ từ. Cái phần này cũng cần để ý. Một động từ ở trong câu thì nó có thể có nhiều chủ từ. Thí dụ như là so toàn chá so chá kinh bắp bá chí tung thề rằng anu gách chí sát thá, anh và cậu ấy sẽ đi theo vị trưởng lão để xuất gia chăng. Thì ở đây mình có chữ toàn là anh, so là cậu ấy, cả hai đều là chủ từ. Nhưng mà mình thấy động từ nó chỉ là gì, anu gách chí sát thá. Dạ, là chủ từ là ngôi thứ hai mà số nhiều. Dạ, thì mình để ý trong cái cách này thì mình để ý nó. Thí dụ như là nếu mà chủ từ đồng ngôi thì mình không có nói, nếu mà cái chủ từ mà nó cùng với ngôi á thì nó dễ,
còn chủ từ nó khác ngôi. Thí dụ như là câu câu một này, chủ từ toan á, là nó thuộc về ngôi thứ hai, chủ từ so á, là ngôi thứ ba, cho nên nó sẽ khó cho mình, cho nên mình phải để ý. Nếu mà chủ từ ở ngôi thứ hai với ngôi thứ ba á, thì người ta sẽ chia động từ theo ngôi thứ hai, và nếu mà nó dằng chắc thì chia ở số nhiều. Chia ở số nhiều, còn hoặc là dạng pí cũng chia ở số nhiều. Các dạng còn lại thì mình xem coi chủ từ là số nhiều hay số ít thì mình chia theo ở dạng đó. Cho nên mình ở đây mình mới có cái động từ đó là anugacchisatha, nó bằng với cái chữ tumhi. Câu số 2 đó là mình có ahang chá, toan chá, so chá, swe imasmin nagaram hi vihare punyani karitung gamisama. Ngày mai tôi, anh và cậu ấy sẽ đi đến làm phước, sẽ đi đến làm phước tại một tỉnh xá trong thành phố này. Thì ở đây mình có chủ từ là gì? Ahang, toan, so, cả ba ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thì ở đây mình có động từ gì? Gami sa ma. Trước tiên làm thấy có ba chủ từ, cho nên động lại dùng chát, cho nên động từ chắc chắn là số nhiều, và mình chia theo theo cái ngôi thứ nhất. Chia theo ngôi thứ nhất, cho nên ở đây ngôi thứ nhất là số ít, nhưng mà vì cả ba chủ từ cho nên nó trở thành số nhiều, cho nên người ta chia nó là gami sa ma. Gami sa ma. Và mình cũng để ý đó là ở trong Mali á, ví dụ như là nếu mà trong câu đó có ngôi thứ nhất, chủ từ là ngôi thứ nhất, thì chủ từ ngôi thứ nhất nó phải được viết trước, sau đó tới chủ từ ngôi thứ hai, và cuối cùng là chủ từ ngôi thứ ba. Nếu mà trong câu đó không có chủ từ ngôi thứ nhất mà có chủ từ ngôi thứ hai, thì chủ từ ngôi thứ hai được viết trước, sau đó là chủ từ ở ngôi thứ ba. Câu 3 mình có là upasaka cha upasika cha viharam hi thamang ugan hanti. Chư thiện tính đang học pháp trong tịnh xá. Thì ở đây mình có chữ upasaka đó là thiện nam, các thiện nam, upasika là các thứ nữ. Thì ở trong trường hợp này thì mình dễ rồi, tức là chủ từ đều là ở ngôi thứ ba, và nó lại dùng chát, cho nên động từ chắc chắn là ở số nhiều, đó là ugan hanti. Thì đó là phần cú pháp. Như vậy thì cú pháp ở trong tiếng Bali nói gọn lại đó là mình có ba thành phần cơ bản, đó là chủ từ, túc từ và động từ. Và trong bài học này thì chúng ta chỉ thấy là mọi thứ là đều được biết theo thứ tự mình đã học, tức là chủ từ biết trước, túc từ, động từ biết ở cuối câu, trước động từ là túc từ. Tuy nhiên qua các thí dụ này mình cũng thấy là nó còn thêm một số thí dụ như là khi mà có trạng từ, có trạng một số trạng từ xen vào thì vị trí nó cũng được thay đổi một tí. Khi mà nó động từ, nó là khi có một cụm động từ xen vào thì cách viết nó cũng khác hơn một tí. Thì những cái khác đó là đòi hỏi mình phải để ý. Rồi chưa kể có một số cách viết mà mình phải nhìn vào biết nó là chủ từ, là túc từ, là động từ. Đó là cách viết ở trong kinh, nhiều khi chúng ta thấy là không có theo thứ tự giống như là cái cách mình học. Cách học thường người ta sắp xếp theo thứ tự để cho mình dễ, nhưng mà cái thực tế khi mình đọc ở trong văn bản chính thì nó khác hơn rất là nhiều. Cho nên nó đòi hỏi mình phải hiểu, nắm bắt được cái cách chia đâu là chủ từ, đâu là túc từ và đâu là động từ. Thì đó là phần bài học.
Bây giờ mình trở lại phần trả lời câu hỏi rồi đọc đoạn văn. Thì cái phần này là mình đã học xong hết rồi. Bây giờ ở đây mình có 4 câu hỏi. Bài này thì mình có 4 câu hỏi. Một, chọn một câu Bali được sử dụng trong đoạn văn và cho biết cú pháp của câu văn đó. Rồi bây giờ là tí nữa mình đọc đoạn văn, mình sẽ làm câu 1. Gạch dưới các túc từ trực tiếp đã được sử dụng trong đoạn văn. Rồi câu 2 cũng trong phần đọc đoạn văn. Câu 3, hãy xem các câu văn Bali sau đây và cho biết chủ từ được sử dụng ở hình thức nào. Số 1, Upasika Aramang Gachati, các tín nữ đi đến chùa. Câu số 2, Mayang Thamang Sonama, chúng tôi đang nghe pháp. Câu số 3, Silavanta Sukhang Chivanti, những người có giới sống được an vui. Rồi ai trả lời được câu số 3? Dạ thưa con xin trả lời câu số 3 sư. Rồi. Dạ. Sư, câu thứ nhất đó là câu này là có cú pháp thông thường. Như là gồm có chủ từ, túc từ và động từ. Thì trong câu là Upasika vô là các tín nữ á, câu này là chủ từ, Aramang á là túc từ và Gacchanti là động từ. Còn câu thứ hai là má văn thăm măng xuống na má mà chúng tôi đang nghe pháp á, thì là chủ từ là một đại danh từ. Câu thứ ba là si lá van da ta su khăn chi quan tí là chủ từ làm danh tính từ dùng như danh từ. Và số 1 chủ từ nó lại gì? Dạ câu số 1 á là câu này là pháp cú thông thường. Dạ nhưng mà chủ từ nó là dạng gì? Dạ chủ. Giờ câu số 2 chủ từ của nó là đại danh từ, câu số 3 chủ từ của nó là danh tính từ. Dạ. Câu số 1 chủ từ của nó là gì? Dạ câu bạch sư, câu số 1 của nó là cũng là nó là một câu thông thường hả sư? Một câu thông thường nhưng mà cái tên gọi của nó là gì? Bây giờ cái tên gọi của chữ máy văn thì nó là đại danh từ. Cái chữ si lá quanh tan thì nó là danh tính từ. Vì Upasika vô là gì? Dạ, bạch sư con xin bổ sung đó. Chủ từ là một danh từ ạ. Đúng rồi, cái đó là chủ từ là một danh từ. Chủ từ là một danh từ. Rồi câu số 4, tìm các danh từ nam tính có biến cách như mã ná và tập di chúng. Những cái phần này thì hôm trước mình học mình đã làm rồi. Giờ mày vậy chúng ta trở sang phần đọc đoạn văn ha. Rồi, đây là phần đoạn văn. Bây giờ sẽ đọc trước. Udanagatha Bodhisattva Avijjang Tamang Vinodetva Tanahang Rajang Sothetva Sama Sampo Thinyanang Papuni Pakhawa Anuttara Sama Sampo Thinyanang Athi Athigat
Atigam Atigamam ha Upachitang Peti Pamut Mocheng Nisaya Imayo Udanaga Thayo Aphasi Aneka Chati Sangsarang Santhavi Sang Anipi Sang Kahakarang Gawe Santo Dukha Chati Punapunang Kahakaraka Itho Si Puna Nghe Hang Naka Hasi Sappe Te Pasuka Phakya Gaha Ko Tăng Vi Sang Tha Tăng Vi Sang Kha Ra Ga Tăng Chi Tăng Tăn Hà Năng Khaya Mạch Cha Gà Tí U Đà Na Gà Tha Bồ Thi Sa Tò A Vi Chàng Ta Măng Vi Nô Đề Tòa Tăn Hàng Rạch Chàng So Thê Tòa Samma Sampo Thi Nhà Năng Pa Pu Ni Phakkawa Anuttara Samma Sampo Thi Nhà Năng Ati Gya Mam Ha Upachitang Peti Pa Mo Chàng Ni Sa Ya Ima Yo Udana Ga Tha Yo Apha Si Ane Ka Cha Ti Sang Sa Rang Sat San Tha Vi Sang Anipi Sang Gaha Ka Rang Ka Vi San To Dukha Cha Ti Punapunang Gaha Ka Raka Itho Si Puna Ghe Hang Naka Ha Si Sappe Te Pa Sukha Phak Ga Gaha Ko Tăng Vi Sang Kha Tăng Vi Sang Kha Ra Ga Tăng Chi Tăng Tăn Hà Năng Khaya Mạch Cha Ga Tí. Chúng ta để ý cái cách đọc cái bài kệ Aneka Cha đó là mình đặt đọc theo câu, cái mỗi một dấu phẩy tức là một câu. Thì ở đây mình có hai bài, mỗi một bài kệ mình có ba câu. Mỗi một bài kệ mình có bài đầu tiên mình có bốn câu, bài số 2 thì mình có 6 câu. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc bài. Cô Vũ Chiên mời lớp đọc bài giúp sư. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Udana Gatha Bodhisatto Avichang Tamang We know the toa tăng hằng ra chăng so the toa sama sambut thi nhàm nhà năng papuni phagawa anuttara sama sambuti nhà năng api api gamamha upachitang biti pamokchang Nisaya Imayo Udana Gathayo Afasi Aneka Jati Samsarang Santhavisang Anipisang Gahakarang Gavesanto Dukha Jati Una Punang Gahak Karaka Tiktosi Una Gehang Na Kahasi Sapate Fasuka Fagya Gahakutang Wisang Khatang Wisang Kharagatang Chitang Tanghanang Khaya Mek Cha Gati. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Udana Gatha Uthisatto Avichang Tamang Vinodetva Tamhang Gatchang Sothetva Samma Sambodhinyanang Pu Ba Puni Kha Gawa Anuttara Samma Sambuddhi Nhà Năng
Athi Athi giá mầm hà Úc tách chi tăng Vì tí tà mốc chăng Nít hà giá Ý mà dô Ú đà ná gà thà dô Áp á phá xí Á nê cá Chạp chi sang Tà răng Thành thà vít thằng Á nít tí sang Gà há cà răng Gà quê sàn tô Đức hà chà tí Ú ná Ú năng Gà há cà giá ca Gà há cà giá cá Đức thổ xí Ú ná gê hằng ná Cà há xí Sát ta tê Phà xí ca Phát ra Gà há cù tăng Ví sàn khá tăng Ví sàn khá giá gá tăng Chức tăng Tâm hà năng Khá giá mắt Trá ra tí Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời cô tu nữ dự bảo ạ. Dạ sư con xin đọc bài ạ. Ú đa ná gà tha Bồ thí sát tô Á quýt chăng Tá măng Quý nô đề tòa Tăng hằng Rách chăng Sô thê tòa Sam ma sam bô Thình nhà năng Bà bú ní Gá hòa Anút tá rá Sama sambo Thí nhà năng Á thí gầm Á thí gá mầm hà Ú bá chí tăng Bì tí bà móc trăng Ní xa giá Ý ma dô Ú đa ná Gà tha dô Á phá xì Á nề cá Trà tí Săn xa răng, săn tha, quýt săn, á nếp bí săn, gá há ca răng, gá quê săn tô, đốt kha cha tí, bú náp bú năng, gá há ca rá cá, đít thô xí, bú ná ghê hằng, ná ca há xí, sắp pa tê, pha xúc ca, phát gà, gá há cú tăng, Quýt sẵn khá tăng Quýt sẵn khá rá gá tăng Chí tăng Tăng hà năng Khá giá mắt chim gà tí Dạ con đọc xong rồi ạ Xin mời Phật tử An ạ Dạ con kính đảnh lễ sư Dạ con xin đọc bài U đà ná gà thà Út Bồ thí sát Tô Abhisang Tamang Vino De Toa Tăng Hằng Charang So Thê Toa Sama Sambo Thi Sama Sambo Thi Nhang Nang Pha Phút Ni Bhagavà Anut Taras Sama Sambo Thang Nhân Athi Gam Mam Ha Oppat Chi Trăng Phi Chi Pa Mok Mot Trăng Nisaya Ima Yo Udana Gatha Yo Habasi Ane Kaja Ti Sangsarang Santa Bissang Ani Bissang Gaha Karang Gawe Santo Dukha Chati Punap Punang Gaha Karata Itosi Puna Gehang Naka Hasi Sabate Pasuka Bác gà, gà há cụ tăng, vi sẵn cá rác gà tăng chỉ tăng, tàn hà năng, cá giá mắt xà gà tí. Dạ thưa sư con xin hết.
Con xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Để con xin đọc. Buddha nát đà thà, Buddhi sắc lô ác biết dần, phàng măng, vi nô đề tòa, phàng hàm, ra giam, lội đề tòa, phàm mà xoan hút bức đà nằm, bức bà, bà bức nghĩ, bắt chắc hòa, an bức phá ràng xàm mà xàm bức đi đà thà. Ác thiết đà, măng hà, bức bắc thiết bằng, vi thiếu tà mờ dần, bức sắc giác bức nát dơ, bức đà nát và khắc vô á hà thiết a lê khá và viết sang sát đàn sang thà viết sang an viết viết sang ra hát khá rám a về sông phổ bức khá giác vi bức nắp bức nằm ra hát khá rác ta viết hồ xí bức nó về hà nắp khá hà xí sắc ba tê ba sứ khá khắc hòa ra hát viết tắm viết sang thăng tầng biết sẵn khá rất thức tăng sức tầng, tăng hà hán, tăng do mắt về, mắt về thức và khí. Dạ con xin hứa rồi. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Uda Naga Tha Bodhisatto Avichang Tamang Vino Đề Tòa Tần Hằng Rát Chàng Sô Thê Tòa Sama sambo thi nhà năng papuni pagawa anuttara sama sambo thi nhà năng athi ga mamha upachittang piti pamukchang nisaja imazo udana gathazo afaksi ane ca cha tí sang sa sa rang san tha vi sang anip phi sang ga ha ca rang ga ga quê san tô đúc hà cha tí puna punang ga ha ca ra ca tí thô sĩ puna ghê hằng na ca há sĩ sắp pa tê pa su ca phát ga ga ha cú tăng vi sang khám kha tăng vi sanh kha ra ga tăng chi tăng tần hà năng kha gia mách chá gà tí. Bạch sư con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Uda na ga tha bồ thí sát tô a vi chàng ta mang vino đề tòa tăng hằng ra chăng sư thế tòa samma sambuddhi nhà năng papuni pagawa anuttara samma sambuddhi nanang athi gamangha upachitang piti pa mochang nisaya imayo udana gathayo afasi anekaya tisamsarang santha Vistang Anipisang Gahakarang Gawetisanto Dukha Yati Unap Unang Gahakaraka Ka Dithosi Punya Punya Puna Yehang Na Na Kahasi Sapate Pasuka Paga Gahakutang Visang Katang Visang Kara Gatang Chitang Tanyanang Kaya Mangya Gati. Ya, bác sư con xin hết.
mời Phật tử Hoa Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc Udana Gatha Bodhisatto Avitang Tamang Vino De Toa Tanang Rajang So Te Toa Sama Sama Sambu Tiyanang Papuni Pagawata Anuttara Sama Sambu Tiyanang Veti Pamokjang Saya Imyo Udana Gatha Anne ka cha tisang ka karang ga we santo rung wisang tang wisang kharaga tang cittang khayamatta gati ya sư sư xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Udanagatha Bodhisatto Avichang Tamang Vinodeto Tăng Hằng Rajang Sotheto Samma Sambo Thinya Nang Papuni Pakawa Anuttara Samma Sambo Thinya Nang Athiga Mamha Apuchitang Piti Pamochang Nisaya Imayo Udanagathayo appasi ane kajati samsarang santhavi sang anipi sang gahakaranga ves santo dukajati punapunang gahakaraka dittosi punagehang nakahasi Sapa te pa suka paka gaha kutang wisang katang wisang karagatang citang tang hanang kayama jagati. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời Phật tử Tiên Mã. Mời Phật tử Tiên Mã. Đọc không nghe được chị ơi. Con micro vô cho ta. Dạ được rồi đó chị. Chị mở lại micro. Nghe chưa chị? Nghe rồi chị. Dạ. Dạ tôi xin đọc bài Udanagatha Bodhisatto Avichang Tamang Vinodetva Tanhang Rajang Sothetva Samma Sambodhinyanang Bapuni Babuni Favewa Antara Samma Sambodhi Nyanang Athigamaha Athigamamama Upachitang Piti Pamu Piti Pamu Chang Isaya Imayo Udana Gathayo Afasi Ane Gathati Sang Sarang Santha Vissang Anipisang Gaha Karang Gawe Santo Dukha Dati Puna Punang Gaha Karaka Nitho Si Puna Gehang Na Gaha Si
sabbate vasuka vatga gehe kutang visanghatang visanghaga ragatang chittang tanhanang kaya kaya mat jagati. Dạ, thưa sư xin hết. Mời Phật tử Ngọc Trân. Ngọc Trân nãy nghe nói con nhỏ. Dạ thưa sư, cái từ mà ga, con thấy hình như cái con trai cái từ ga hát ca răng á, hình như có thiếu không sư? Tại con trai, con từ điển con thấy phải là ga hát ca lá cá chứ, lá căng chứ. Tại từ dưới là ga hát ca lá cá. Không, đó nó biết được hai cách. Không mất thiếu. Được hai cách không? Chân nghe giọng rất là nhỏ. Nhỏ hả chị? Ừ. Lớn chưa chị? Rõ không em? Udana gatha bodhisatto avicham tammang vipodeva tanham brajam sotetva samasambodhi nyanam papuni bhagava anuttarasa anuttarasama sambodhi nyanam athigamam mamha oppajjitam pitipamoccham nisaya imayo udana gathayo afasi anh này cá trà tí sang xa rằng sang thao biết sang anh biết biết sang cái hát cà rằng cái quê sàn tổ lúc khai trà tí bún áp bún nặng cái hát cà ra cá đi thổ xí bún áp gì hàng nó cà hát xí sa bà tề phà xúc cà phát gà cái hát cụ tặng quý sàng khá tặng quý sàng khá ra ra tặng chí tặng tàn hà năng khá giá mắt cha gà tí. Dạ thưa sơn xin hết. Dạ thưa sơ, các Phật tử đã đọc xong bài. Sư chưa mở mic sư. Đọc thưa sư, Phật tử đã đọc xong bài ạ. Sư chưa mở mic đó sư. Chị nói sư chưa mở mic đó chị. Sư. Nãy mình tìm cái gì à? Giờ tìm các danh từ mà chia được cái giống như là chữ manh á. Trước đi. Mình có chữ gì cả nó thuộc nhóm manh á. Có tìm được không? Có danh từ nào mà có nó chia giống như chữ manh ác không? Có ai để ý nãy giờ đọc, có ai để ý? À, bây giờ tìm một tìm thử cái câu để phân tích cái nào là chủ từ, cái nào là túc từ, cái nào là động từ, tìm thử một câu nào đó thôi. Thưa sư, con xin tìm. Con tìm câu tìm câu số 1 đầu tiên đó thưa sư. Bodhisatto avicchan tamang vinoditoa tăng hằng rắc chăng sothetoa samasambodhi namang papuni
Thưa sư, cái câu này có chủ từ là Bodhisatto và động từ là Papuni. Từ chữ Sama Sambodhi Na Năng là túc từ trực tiếp. Sothetoa, đây là quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ phân từ. Rồi chữ Trachan, cái này là chia cách thứ hai, túc từ trực tiếp, thưa sư. Tăng hăng, cái này cũng dùng như túc từ gián tiếp. Vinoditoa là bất biến quá khứ phân từ. Tá năng là túc từ trực tiếp. Akvichang là túc từ gián tiếp, thưa sư. Con xin hết. Cái câu này thì được. Tức là mình có là cơ bản mình có Bodhisatto là chủ từ, Papuni là động từ, Sammasambodhi nha năng là túc từ, giống như giải thích lúc nãy. Trong câu này thì mình còn có thêm hai bất biến quá khứ phân từ. Thì ở đây thứ nhất là có bất biến quá khứ phân từ Vinoditoa. Thì Avichang với Tamang, Tamang nó là danh từ, Avichang nó là cũng là danh từ. Nhưng mà chữ Tamang ở đây thì nó là bóng tối, bóng tối vô minh. Thì chữ vô minh ở đây nó được dùng như là tính từ. Tương tự cái chữ Sothetoa thì bất biến quá khứ phân từ. Cái chữ rách chăng nó là bụi, bụi cái chữ tanh hăng là ái hay là tham ái. Cái chữ tanh hăng ở đây nó dùng như là tính từ của chữ tử rách chăng. Rồi, mọi người thấy câu nào được nữa không? Tạm một câu đó đi. Còn cái câu mà chưa tìm danh từ mà chia giống chữ manát thì ở đây mình có chữ là tâm ác. Tâm ác nó chia giống nhóm danh từ manát. Chữ rách chát nó cũng chia giống danh từ là manát. Mình có hai danh từ đó. Rồi, mình chỉ có như đó. Bây giờ mình xem. Trang có mở sẵn phần bài tập chưa vậy? Giờ mở phần bài tập để tập đọc từ vựng tí đi. Nếu mà còn thời gian thì mình sửa, còn không thì để kỳ sau mình sửa. Dạ. Mở bài tập 16 cho lớp đọc từ vựng. Đọc 5 câu Bali không sư? Mời lớp đọc bài. Cô Phước Duyên mời lớp đọc bài một sư. Dạ. Xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Câu số phần dịch Bali sang tiếng Việt câu số 1.
Bodhisattva Arhatang Dhammang Vinodetva Tanhang Gacchang Sotetva Sama Sambodhi Nhanang Tathini Vô số 2 Thagawa Anuttara Sama Sambodhi Nhanang Athi Vá Mắc Xá Titi Pa Mốc Trăng Nisa Giá Ima Dô Udana Gà Thá Dô Udani Sĩ Câu số 3 Ale Cá Cha Tí Sam Sanang Sarang Santa Vít Sang Anip Tí Sang Gà Há Cà Răng Gà Quê Sang Tô Túc Hà Cha Tí Vũ Nát Vũ Năng Câu số 4 Gà Há Cà Vá Cá Đích Hồ Sĩ Vũ Ná Vê Hằng Ná Cà Hà Sĩ Câu số 5 Sát Bê Tê Phà Sú Cà Phát Gà Gà Há Phú Trăng Quý San Khá Tăng Quý San Khá Rá Gá Tăng Chích Tăng Tăng Hà Năng Khá Giá Mắc Chá Gà Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư con xin đọc bài tập dịch 5 câu bài tập dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất Bodhisattva Arhatang Dhammang Vinodetva Tanhang Gacchang Sotetva Sammasambodhi Sambodhi Nhanang Bapumni. Câu số 2 Thagawa Anuttara Sammasambodhi Nhanang Athigamassa Bitipa Mokchang Nissaya Imayo Udana Gathayo Udanesi Udanesi. Câu số 3 Aneka Chati Samsarang Santha Wissang Anipisang Gaha Karang Gawe Santo Dukha Chati Bapunap Banap Bunap Bunang. Câu số 4 Gaha Karaka Dithohi Dithosi Buna Gehang Nakahashi. Câu số 5 Sắp Bê Tê Phà Sú Cà Phát Gà Gá Há Cụ Tăng Quý Sàng Khá Tăng Quý Sàng Khá Rá Gá Tăng Chí Tăng Tăng Hà Năng Khá Giá Mát Chá Gà. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Để con xin đọc tính bài ba lần sang tiếng Việt. Câu số 1 Bút sư thất cô A viết dân phát năng Viết ngập đế tòa Tân hằng Rắc dân tự đế tòa Tâm mà tâm bút kỳ thạ năng Bạc bút ý. Câu số 2 Bác sư hòa an nhất tá Rắc tâm mà tâm bút kỳ đạt năng Ác thích gà mắt xà Đi tí bà bồ dân Nít xà giác ý ma dồ Út đà nạ gặp dồ Út đà nề xí. Câu số 3 Ane khá giác Ane khá gia tí xàm sợ rằng Phần thà lít xàng Ane lít xàng A hát ra ràm Gặp về phân tù Nít khá giác tí Út nát bút nờ. Câu số 4 Gặp hát Hà bắt hà giúp hồ tí Giúp mà về hàm nát hà hà tí. Câu số 5 Sa bê tê bắt xúc hà Bắt quà giác hát chút tầng Lý sang khát tầng Lý sang khá rắc tầng chút tầng Tâm hà nà Hà giác mà Hà giác mà Hà Hà giác Hà giác Dạ con xin hỏi Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài tập dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Bodhisattva
avichang tamang vinode toa tan hằng rát chăng sô thê toa samma sambo thí nhà năng pa pú ní câu số 2 pha gao hòa anutra samma sambo thí nhà năng a thí gá mát xá pi tí pa mốc chăng ni xà giá y mà nô u thà ná gà thà dồ u đà nề xí câu số 3 a nê ca cha tí sam sa răng san tha vi sang anip vi sang ga ha ka rang ga re san to dukha cha ti puna punang câu số 4 ga ha ka ra ka ditho si puna pe ge hang na ka ha si câu số 5 sat be te pa su ka phak ga ga ha ku tang vi san ka tang vi san khá rá gá tăng chít tăng tần hà năng cá giá mắt chá gà. Bạch sư con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn ạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Bồ Thí Sắc Đồ Ác Năng Tát Năng Vi Nô Đề Năng Rát Chà Cho thầy qua. Xin lỗi, xin mời Phật tử Phương Ti Hoan Hỷ tắt âm thanh ạ. À. Phật tử An Trần đọc lớn xíu. Có những hồi về pro cái gì? Dạ, dạ thưa sư con. Xin mời Phật tử Quân Ti vô lòng tắt âm thanh ạ. Dạ con xin cảm ơn, xin con xin đọc lại. Bồ Thí Sát Tô A Vi Sang Ta Năng Vi Nô Đề Tòa Tăng Hằng Ra Chăng Sô Thuê Tòa Sa Ma Sam Bồ Thí Nha Năng Papu Ni Bhagavā anuttara sa sammā sambodhi ñānaṃ ati gamassa piti pāmoccaṃ nissāya imāyo udānagathāyo udānesi anekacca ti saṃsāraṃ santhā vissaṃ anivissaṃ gaha karang gave santo dukkha jati punapunnang gaha karaka ditto si puna gehang na kahasi sabbe te pa sukha bhagya gaha kutang visangkatang visangkaragatang cittang tanghanang kaya matsaga. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc 5 câu dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Bodhisatto Avichang Tamang Vinodetoa Tăng Hằng Rekchang Sodetoa Sama Sambodhi Nhanang Papuni. Câu số 2. Phagawa Anuttara Sama Sambo Thi Nhanang Athiga Masa Bi Tí Pa Mok Chang Nisaya Imajo Udana Gathayo Udanesi. Câu số 3. Aneka Cha Tí Sam Sarang Sangtha Vissang Ani Anip Pisang Gaha Karang Gia về sang tô đúc kha cha tí puna punang. Câu số 4. Gá ha ca ra ca đít thô xí puna ghe hằng ná ca ha xí. Câu số 5. Sắp bề tê pha su ca phát gà gá ha cu đăng quý sang
Visankhatang, Visankhara Gatang, Chittang, Tăng Hanang, Khá Giá Mách Chá Gà. Thưa sư xin hết. Mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Câu số 1. Bồ Thí Sát Tổ A Vi Trần Ta Măng Quy Nô Đề Tòa Tăng Hằng Ra Trăng Sô Thề Tòa Sâm Mà Sàm Bồ Thí Nhà Năng Phà Pú Ní. Câu số 2. Phát Cơ Hòa Anuttara Sâm Mà Sàm Bồ Thí Nhà Năng Ati Ga Mát Sá Vì ti bà mô chăng ni xà giá y mà dô u đà na gà thà dô u đà nề xí. Câu số 3. A nề ca chà ti xăm xà răng sàn thà quy sàng a pi a ni pi sàng ca ha ca răng ga quê sàn tô du ca chà ti pu na pu năng ca ha. Câu số 4. Gahakaraka ditto si punage hang naka hasi. Câu số 5. Sappe te pasuka paka gahaku tang wisangka tang wisangka wisangka ragat tang chitang tang hanang kayama cha kayama chaga. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. À. Dạ, bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, Bồ Thí Sát Tô, A Huy Trăng, Tá Măng, Vi Nô Đê Thoa, Tăng Hằng, Rát Trăng, Sư Thị Tòa, Sâm Ma, Sâm Bồ Thí Nha Năng, Bà Pú Ní. Câu số 2. Agawa Anuttara Sama Sambuti Nyanam Ati Gamasa Ati Pamuchang Nisaya Imayo Udana Gathayo Udanesi. Câu số 2. Aneka Chati Samsaram Sankha Visang Anip Visang Gaha Karang Gawe Santo Bukha Chati Punap Punang. Câu số 4. Gaha Karaka Hithosi Puna Gehang Na Kahasi. Câu số 5. Sapete Pasuka Phaga Gaha Kutang, Visangkatang, Visangkara Gatang, Chittang, Tanghanang, Kaya Maya Ga. Nhà bác sư con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, bác sư xin đọc. Bài dịch về đây trên tiếng Việt. Câu thứ nhất, Bồ Thí Sát Tô A Huy Trăng Tá Măng Quy Nô Đề Tòa Tăng Hằng Ra Trăng Sô Thề Tòa Sám Mà Sám Bố Thí Nhà Năng Bà Bú Ní. Câu số 2. Phá Gá Hòa A Núc Tá Rá Sám Mà Sám Bố Thí Nhà Năng A Thí Gá Má Sá Vì Tí Bàm Mút Trăng Vissaya Imayo Udana Udana Gathayo Udanesi. Câu số 3. Anakatrati Sang Sarang Santha Vissang Anipisang Gahakarang Gawe Santo Dukha Dukha Trati Pune Punang. Câu số 4. Gê hát kè gê kè đích thôn xí đích thôn xí pune gê hằng né kè hát xí. Câu số 5.
sắp bê tê phá sư kê phát gà ghế hế cụ tăng quýt sân khá tăng quýt sân khá rế kê gà tăng chít tăng tình hình năng khá giá mất chế gà. Dạ thưa sư xin hết. Thưa sư, các Phật tử đã đọc xong bài. Mời mời lớp nghỉ đi rồi thì chị Sam sửa bài tập ha. Bây giờ 9 giờ rồi, mời lớp nghỉ. Mời cô Phúc Duyên. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước kính sư Thiên. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Nam mô Bụtaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thay mặt các học viên xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasata chakumata devanaga mahittika bunyanno anumodantu silang rakantu sasanam. Akasata chakumata devanaga mahittika bồn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nô ga ru a ca sát ta cha phom ma ta đề va na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nhà ta vô a ca sát ta cha phom ma ta đề va na ga ma hít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu ba ni nô Akasata chapamata deva naga mahittika bunyanno anumodantu chirang rakantu no sada idang vatano bunyan asawa kaya wahangon tuana gate kale sadhu 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 sadhu. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Xin mời. Dạ, con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Xin mời lớp nghỉ.